Sáng nay, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Nam. Ở Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Nam. Đêm nay, bão suy yếu lại thành áp thấp à, nhiệt đới và hướng vào đất liền khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12,5 đến 16 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114 độ Đông trên đất liền chiều tối nay ven biển Thừa Thiên Huế đến Bình Định, cảnh báo gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đồng thời mưa to trên diện rộng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên kéo dài trong hôm nay và hai ngày tới. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400 đến 600 mm, có nơi trên 800 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt do lũ lên. Bình Định được dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão. Trong khi đợt mưa vừa qua thì khiến mực nước trên các sông ở địa phương này vẫn đang ở mức cao. Từ tối qua đến sáng nay thì Bình Định có mưa vừa đến mưa to. Mặc dù chưa có lệnh cấm biển nhưng tất cả các tàu thuyền ra vào đều được kiểm soát, kiểm đếm một cách chặt chẽ. Tại thị xã An Nhơn và hai huyện Tuy Phước, Phủ Cát, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp. Sở Giáo dục Bình Định đã yêu cầu các trường căn cứ và diễn biến tình hình thực tế mưa lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học, bố trí lịch học dạy bù cho phù hợp.